Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ?" Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa và là con cái sự sống lại. Còn vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống." Bấy giờ, có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa thầy, thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Tri niệm: tôi sẽ đi về đâu sau cái chết? Dù muốn dù không, mỗi người phải đối diện và trả lời cho chính mình về câu hỏi nền tảng đó. Có người tin, cũng có kẻ không tin về một cuộc sống mới sau cái chết. Còn người Kitô hữu chúng ta thì sao? Mấy người thuộc nhóm Sa Đốc chủ trương không có sự sống lại. Họ không lý giải được cuộc sống sau khi chết sẽ như thế nào. Họ đưa ra câu chuyện 7 anh em trai cùng lấy một người phụ nữ để hỏi Đức Giêsu về cuộc sống sau cái chết của những người này. Xét cho cùng, dù chủ trương không có sự sống lại, họ vẫn luôn thao thức và bị chất vấn bởi chính quan niệm của mình. Nghĩa là trong sâu thẳm, ý nghĩa về một cuộc sống sau cái chết vẫn thôi thúc họ. Bởi thế, họ đã gặp Đức Giêsu để tìm một lời giải đáp. Dù muốn dù không, cái chết vẫn hiện diện như một kẻ ngáng đường mà bất cứ người nào cũng phải bước qua. Thế nhưng, cái chết không là tiếng nói chung cuộc. Họ không phải là dấu chấm hết, nhưng là mở ra một cuộc sống mới. Người Việt ta cho rằng sinh ký, tự quy, sống gửi thác về. Người ta vẫn tin rằng cuộc sống đời này chỉ là tạm bợ, là ký gửi, cuộc sống đời sau mới là vĩnh hằng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết rằng có một cuộc sống sau cái chết. Cuộc sống mới này sẽ không còn chuyện cưới vợ gả chồng. Con người sẽ giống như các thiên thần, họ sẽ sống mãi, hưởng hạnh phúc viên mãn. Đức Giêsu không chỉ mặc khải cho chúng ta biết có sự sống sau cái chết, mà chính người là sự sống lại và là sự sống. Đức Giêsu đã chết và phục sinh, người sẽ đem chúng ta vào hưởng hạnh phúc trong vương quốc của người. Lạy Chúa, Chúa là sự sống và hạnh phúc của chúng con. Xin biến đổi chúng con để chúng con có thể đem Chúa, nguồn sống và hạnh phúc đích thực đến cho mọi người. Amen.